Anh em nào muốn làm giàu lên ngay vì bợm.me, hệ thống chặn lẻ mobile uy tín tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với AmminG trong C bình luận PK lên server. Và chúng ta đang đến với F117 Zo của server GAV với chế độ 100% độc chiêu. Đừng quên 3 khung giờ hàng ngày của chúng ta, 11h, 15h và 19h nhá. Chiến thôi. Mai đến từ server 213. Rất nhanh chóng chúng ta đã có đối thủ đầu tiên, đó chính là Mai. Brau, sự lựa chọn đầu tiên. Miku, sự lựa chọn thứ hai rất nhanh chóng luôn. Sự lựa chọn thứ ba chắc chắn là Sẹt rồi. Mẹ con thằng Sẹt này. Cụ, vâng, Sẹt xong rồi đi vào nút với cụ nữa thì Sẹt cụ chống thế nào được? Rất khó để chống kèo đấu này các bạn. Bên kia là ai? Kia Sun à? Nhưng bên này mình có Kyo, đúng không? Sun bên này mình có Kyo, sợ gì? Em mình còn cứng à? Em mình còn cứng à? Sun không ăn được, Sun không ăn được cụ nha các bạn nha. Sun không ăn được cụ nha. Sun không ăn được cụ nhé các bạn nhé, cụ nó làm công, có sự còn chết. Sun thì nước khóc thét rồi. Bây giờ vui thì cả siêu lưu tự bút độ nó thì ngon vậy. Bút độ cho ai? Chết rồi. Má, sai rồi, chết tôi rồi. Chủ quan rồi, đánh vướng vẩn rồi. Chết. Éo hỏng. Hay quá nhờ. Thế thì Sun phải chết rồi. Thế thì Sun bắt buộc phải chết rồi anh em. Mẹ. Ủa, chứ mà đâm nó cũng chỉ được có nửa cây thôi anh em nhá. Đối thủ quyết rất nhanh, 1-0 dành cho AmminG và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 2. Kula băng giá của server 167. Takuma đây anh em. Takuma làm sao có tăng công Kasumi, hai con tanh khá chất rồi đấy các bạn. Việc tiếp theo chúng ta lấy đam rồi. Krauser. Terry các bạn. Terry. Như sự lựa chọn mà theo mình là có đáng giá hay không? Ủa, nó Sen à? Sen đây là Krauser. Úi, có hao hát. Ui, cái này các bạn thở nào được? Thế này các bạn thở kiểu gì? Mẹ ba con giảm nộ ở đây thì... Như là đi thở oxy để sống à? Ây à, ghê vậy. Chứ nhìn xem nó đã đấm nước phát rồi. Mày không kìa lên ngộ chậm thế. Nhiều được, nhiều ngay vậy. Hay quá nhỉ. Hay. Mẹ thằng nhiều được nhiều cũng chết luôn. Ôi nếu cần nhiều nó đến đây đẹp quá. Nếu cần
liệu xem đánh áp lực. Áp lực thật sự đấy. Áp lực thật sự đấy. Áp lực chưa? Xem. Xem sầu vuốt này, áp lực chưa? Rồi, phải nhìn vài đẹp chứ nha. Để cho mình cứ học sư với cả mẹ hao hát một bên. Mẹ có chịu thể của bạn đánh độc chiều gặp mấy thành nhiệm. Mẹ không có tư chất 15 mà gặp mấy con giảm nộ này. Khó chịu, kéo bọn 15 mà gặp bọn giảm nộ cũng khó chịu. Những cái con nào mà không có chống hay là không có hiệu ứng hồi nộ các kiểu lên mà gặp bọn mẹ giảm nộ nó cũng là vô cùng khó chịu anh em ạ. Leo nào sẽ vào 35 LZ đi, tất nhiên rồi, LZ đi. Sự lựa chọn chất lượng. Wit Iori dị và Mr. Karate. Em ạ, cũng đẹp đấy nhờ. Tiêu nét cũng yêu đi dị một bên này. Tiêu một bên và em một bên. Tứ hồn nhỉ. À, con này hồn rắn cũng không phải hồn rùa đâu. Hồn rùa thì phải thanh niên này. Rồi à, tứ hồn đi các bạn, sợ gì. Lao vào ai giết người đấy luôn các bạn. Lao thằng này à? Thế thành người giết thằng này. Lao thằng nào giết thằng đấy nha mẹ. Đáng sợ chưa? Kim hồi sinh. Kim hồi sinh nhìn giống Kyo thế mẹ. Có nét chấm phá giống Kyo thật sự các bạn. May cho mày. May cho mày. Huyết có bắn ai nhỉ? Mẹ con huyết có bắn ai nhỉ? Karate và đánh ai nhỉ? Karate khôn tí mà. Đấy. Có lý chưa? Mang huyết vào rất sợ sợ nha anh em nhé. Ừ, mẹ mà nó lại hồi sinh. Giỏi. Mẹ được. Thằng Init này giỏi thật đấy. Thằng Init này nó quá giỏi luôn các bạn. À và con Gonit nó quá giỏi luôn. Mẹ nó hồi sinh mẹ cả kim cả Init được thì giỏi quá. Hà Đông Băng này cũng tuyệt vời. Nhưng có lẽ lại là con dao hai lưỡi sao? Quá hy vọng con Kasumi không có gì. Mẹ đúng như con Kasumi giảm nộ luôn. Ô, Ugo cũng hồi sinh. Nghiêm đấu của sự bị bợ mà. Đáng sợ thế nhỉ. Ghê, nó còn con gì đam hơn cả con Init để cho Init còn sống. Thả để nó sống hơn và còn khác sống. Đù, mẹ sợ thế. Ôi, khi thua ngược bỏ mẹ, tự nhiên hồi sinh quả đúng ba phần. Thấy tem bạn hồi sinh, cũng mẹ bắt chiếc oi choi hồi sinh theo. Không quên hỏng. Hỏng quá Rugo ạ. Mày ăn đồ tao hồi sinh được mày bóp giá thì nó chịu được. Mày mẹ cái pha hồi sinh thì thằng Ugo bóp trái mình thế thôi. Vãi cả bìu ạ. Vãi pha hồi sinh bóp trái đéo chịu được luôn. Cày đéo chịu được mẹ thắng đến đít rồi mà cuối cùng thành thua. Mẹ pha hồi sinh nó va vẩn. Mẹ quả đấy liều thì cũng sợ nó mang thêm tướng vào khiếp. Mẹ à, con thấy Gonit nó hồi sinh cũng bon chèn bắt chiếc hồi sinh theo. Đâm ra hỏng hết. Ủa? Thằng nào đánh trước nhỉ? Không để ý rồi.
Đéo không biết thằng đánh trước hay không, để mẹ xuyên đầu. Sợ đéo gì nhỉ? Sợ thì không phải là mình. Đấy. Đéo không biết. Nó mèo mèo gì. Hát nó cần leo smell luôn. Kinh vậy. Chết. Hay nha. Chúng mau. Nếu có con nào đằng sau đánh nó không đi. Con nào đằng sau đánh nó không đi. Mèo đánh mong nhất là cơn sau. Hay quá nhờ. Thì tạm biệt mèo nha. Tạm... À, nó còn đang kêu hồi sinh nha bạn. Mẹ nó còn đang kêu hồi sinh nhé. Nó còn đang kêu hồi sinh. Quên nhỉ. Má con gì nó giảm công. Giảm đam một đằng xung xuống ghế thế nhỉ. Nó có con gì giảm công đâu mà sao lại làm giảm đam mà đằng xuyên xuống trong nhịp phản đánh vừa rồi nhỉ? Magaki à? Còn block nữa thì nó lại còn quá hay cơ nha mà. Chiến thắng rất bịp. À không, không bịp đâu, chiến thắng nó chuẩn chỉ đấy. Và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 5 nào. Đang hơi lo lắng Sira của server 40. Game đấu số 5. Sumi và Cheat, Sumi các bạn. Lấy giảm công này. Và nét, ôi thêm tổ chức nét nữa thì. Thêm tổ chức nét nữa thì lại ngon quá. Ôi, vừa nói xong có tổ chức nét thì có luôn nét luôn các bạn. Vẫn phải zero này mình nhỉ. Vẫn phải zero này. Còn hào hát lại còn cả closer đấy. Mẹ. Cấu như là đánh độc chiêu là nhiều lúc cấu thật đấy nhỉ. Nếu phải điều nhà là nhiều lúc cảm giác khó chịu. Cảm giác cay đấy. Cảm giác nhiều lúc cay vãi. Nếu làm gì được thì gặp hai giờ nợ. Khóc mấy cái dòng sông luôn. Giả nợ này chống cửa gì thôi. Hai giảm nộ này thì chịu nào nổi áp lực anh em. Một giảm nộ là khó chịu là hai. Hai giảm nộ là giảm nộ đơn giản nộ kép rồi. Đây còn giảm nộ đơn giảm nộ kép rồi này. Khó chịu lắm chết rồi. Đây sau là Milo vào không được. Xe tăng đúa thể loại của bồ bó. Ai từ kỹ vào mồm. Bật.
Siro có xử lý được cái vụ này không? Mà cũng còn liều rồi. Nghe thằng hai thằng kia, hai thằng kia nó cứ nhẩn nhơ ra thằng kia thì nó làm gì được đó. Mẹ, em hủy sinh nó đi ạ. Khẩu thế. Em hủy sinh đi, mẹ cấu thật sự luôn. Mẹ, mấy game đấu clip này nó hồi sinh hơi nhiều ấy. Mẹ, ý nào, xem cái chơi của nó. Mẹ, nó chơi ạ. Tầm kiểu này nó mới khó chịu như vậy. Ừ nhờ, mẹ có van ghét uống cho Zero kìa. Phát cả đái. Nhớ con nổ này, cấu thật đấy. Ngay con kia đồng kỳ. Ngay con đứng lưỡi này đồng kỳ của nhà vậy. Nếu giết được nó ấy. Giết được nó mới A-Sky. Nếu giết được nó mới A-Sky. A-Sky à? Người chơi hệ A-Sky à bạn? Sira đến từ cell 40 cũng phải nằm xuống thôi. Mẹ, mức độ khó chịu nó vẫn là khó chịu. Và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 6, là game đấu cuối cùng ở trong clip này. Sụt 15 đến từ cell 211. Hinato, con bài ưa thích của mình trong mọi chế độ anh em nhé. Robert hay Takuma nhỉ? Takuma hai tay nhỉ? Ôi, Marie ngon thế mà con Ezzy. Ui, lại tem đéo đam rồi. Không có lòng hổ thua luôn. Tem này đánh cái đéo gì nhá. Tham tành quá. Đù, tem này kêu nó làm gỏi. Mẹ. Tem này kêu nó làm gỏi à. Tem này kêu nó làm gỏi à anh em. Trời ạ. Nếu một tí đam là luôn ạ. Tem này chống nhau được đấy. Một đàn thì đồ được rồi. Gặp áo bút đi. Nó tanh lại còn gặp mẹ về. Nó tanh lại còn gặp Noki ngu nữa khác gì. Quả tính xác tôi nha. Nhìn đấu là sự tính xác. Thế các bạn nhìn này thua. Ôi, thứ nhất là có lẽ mình nên quit ở đây rồi. Nhìn đấu không ăn được. Đã không có đam rồi, mẹ lại full tanh rồi. Full tanh lại gặp ngay con Noki luôn. Phá tanh. Trong chế độ độc chiêu là ông cung phá nhờ mẹ. Chịu chết. Phát mẹ mấy dòng sông không hết. Phát mấy dòng sông không hết anh em. Trừ khi người nhỉ. Được, đi không lấy đâu mà đạp mà đánh đâu. Bảo nhử nó thì cũng đeo con đam. Nhử nó phải có cơ sở nhử. Nhưng mà làm đéo có cái cơ sở đâu mà. Nhớ nhìn ra một cái cơ sở nào thì giỏi. Nhìn ra được một hai cơ sở nó đã tốt rồi nhỉ. Không có cơ sở hay là thằng kia 10 số rồi cả. Mười số đam chính đấy nhá. Đam chính ra mòn đấy. Trời ơi, học rồi. Mỗi lần đam chính mà đam sống vào mồm thế này.
Bài nhật tay những con Loki phá hết cái kia thì chịu là nổi. Người ma kỳ sĩ ở Marie và nó cũng phá nên chịu là nổi nhỉ. Chịu thế nào cho nó đủ. Chịu bỏ. Người chồng bất lực vậy nhỉ. Come on. À, nó lại còn bị lốc kìa. Không, 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 không. Không, 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 không. Không hẳn đấy. Ngay trời bởi gì nữa. Ngay trời bởi gì nữa đây nhỉ. Mẹ nó phá bút lên, phá bút xuống. Phá bút xuống rồi giờ không. Một bên toàn đao, một bên toàn tanh. Mình không giết được con kia thì thua rồi. Mình không giết được con kia thì nó cũng thua cả. Một chủ quỳ vẫn thua rồi. À, phá bút khó chịu quá. Chịu rồi. Để nó còn sống thì chịu rồi. Để nó còn sống thì nó phá bút cho mình. Ba nó nhiều quýt đéo chống được luôn nè. Chịu rồi. Lồ hóa lên thì cũng bị phá bút thôi. Ok, clip này đây mình cũng bất lực rồi. Xây người chồng bất lực rồi nhà. Đây thì có bố tôi kéo đánh được rồi nhà. Má nó cày, cũng một con đàm nào. Hàm quá, hàm với con tành quá. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên đến like, subscribe của Chèm Minh Di như xe đi đoán với kênh xe vào đây nhé. Và mọi người rất nhiều. Clip này chính thức là chúng ta ọc chó ở đây rồi. Bye bye.